Thưa quý vị, có giá gốc chỉ tầm 50.000 đồng trên 1 kg, nhưng loại táo vàng Trung Quốc nhập vào Việt Nam gắn mát hàng Mỹ, Nhật được bán với giá lên tới 200.000 đồng, 300.000 đồng cho 1 kg. Nhiều đồ mối chuyên nhập khẩu trái cây ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cho biết, loại táo có vỏ vàng ươm được giới thiệu là có mật, bán theo combo hộp 2,5 kg, hoàn toàn là hàng Trung Quốc. Loại này năm nay mới xuất hiện trên thị trường nên giá đắt đỏ. Mặt khác, các loại quả này cũng chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn lại được quảng bá là có chế độ chăm sóc đặc biệt nên giá cao. Thực tế, táo vàng Mỹ đang có giá từ 90.000 đến 110.000 đồng một ký, màu vàng nhạt, trái nhỏ. Còn hàng Nhật, màu sắc trái táo bên ngoài gần giống với hàng Mỹ nhưng xen lẫn cả màu hồng chứ không vàng rực như hàng Trung Quốc. Hiện một ký táo vàng Nhật đang có giá từ 400.000 đến 500.000 đồng một ký.